Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội giết người và tội xâm phạm thi thể xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin trình báo của gia đình nạn nhân, vào ngày 13 tháng 4, chị BN, thành phố Biên Hòa bị mất tích sau khi đưa con đi học trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ. Ngày 26 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định nghi can là Danh Sơn, 36 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, là nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận đã giết chị N, sau đó phân xác thành nhiều mảnh và phi tang tại nhiều địa điểm khác nhau. Bước đầu xác định nguyên nhân giết người là do mâu thuẫn tình cảm. Phòng Cảnh sát Hình sự đã áp giải Danh Sơn đến các địa điểm phi tang các phần thi thể của chị N. Kết quả đã tìm thấy một số bộ phận thi thể nghi là của nạn nhân. Hành vi của Danh Sơn có dấu hiệu của tội giết người và tội xâm phạm thi thể. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Ngày 27 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để lấy lời khai nghi can, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nghi can thực hiện vụ án là Danh Sơn, 36 tuổi, là bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nạn nhân trong vụ án là chị N, 37 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, là bạn của nghi can. Nguồn tin cho biết, bác sĩ Danh Sơn khai đã có gia đình nhưng có tình cảm với chị N. Vào trưa ngày 13 tháng 4, sau khi đưa con đi học, chị N đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để gặp bác sĩ Danh Sơn tại phòng trực của bác sĩ. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn với nhau nên Danh Sơn đã sát hại nạn nhân. Sau đó, hung thủ đã phân xác rồi phi tang thi thể nạn nhân ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu. Đến ngày 16 tháng 4, sau 3 ngày tìm kiếm không thấy chị N, nên gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, rà soát xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm. Qua điều tra, cơ quan xác định nghi can có liên quan đến việc mất tích của nạn nhân nên triệu tập để làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu hung thủ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong vụ án tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mới đây, nạn nhân VTT tên viết tắt, một cô gái trẻ đã bị nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa lừa vào phòng trọ, bị sát hại và sau đó bị phân xác bởi kẻ thủ ác rồi phi tang thi thể tại một khu vực hoang vắng. Tương tự, tại Hà Nội, một á khôi của cuộc thi sắc đẹp có tên viết tắt là HIN cũng bị đối tượng tại Duy Khanh sát hại, phân xác và bị phi tang xuống dòng sông Hồng. Cả hai vụ án đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nghi phạm từ việc gây án đến bước phi tang thi thể, nhằm mục đích làm cho việc xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân cái chết trở nên khó khăn, từ đó làm lệch hướng điều tra của cơ quan chức năng. Đằng sau hành vi phân xác và phi tang là mong muốn che giấu tội ác. Động cơ này không chỉ đơn giản là tránh xa sự trừng phạt của pháp luật, mà còn phản ánh sự coi thường tính mạng và phẩm giá con người. Kẻ thủ ác coi việc phân xác nạn nhân như là một cách để xóa sạch dấu vết, giảm thiểu khả năng bị phát hiện. Thêm vào đó, việc phi tang thi thể ở những nơi khác nhau cũng cho thấy mong muốn làm rối loạn hướng điều tra, kéo dài thời gian lẩn trốn và không bị phát hiện. Ngoài ra, việc phân xác phi tang còn là biểu hiện của tâm lý man rợ, tàn nhẫn. Điều này không chỉ thể hiện qua hành động gây án mà còn qua cách thức thực hiện tội ác. Sự nhẫn tâm và thiếu tôn trọng đối với nạn nhân được bộc lộ rõ nét qua việc phân chia thi thể, một hành động khiến cộng đồng không khỏi ám ảnh. Cả hai vụ án đều cho thấy sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng và vô cùng tinh vi của nghi phạm. Từ việc chọn địa điểm gây án, cách thức phân xác đến việc lựa chọn phương tiện và địa điểm phi tang, mọi thứ đều được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Sự kỹ lưỡng này không chỉ phản ánh kế hoạch chi tiết mà còn cho thấy các đối tượng mong muốn tối đa hóa khả năng thoát tội cho bản thân. Trong quá trình điều tra, việc phát hiện và lập lại danh tính của nạn nhân từ những mảnh thi thể đã trở thành thách thức lớn cho cơ quan chức năng. Mỗi bước tiến trong quá trình này không chỉ là bước ngoặt cho việc giải quyết vụ án mà còn là niềm hy vọng cho gia đình nạn nhân trong việc tìm kiếm công lý. Công tác điều tra đã tiến hành những bước vô cùng chuyên nghiệp và khoa học, từ việc thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường đến việc phân tích dữ liệu và xác định hướng điều tra. Việc sử dụng công nghệ hiện đại như DNA và phân tích hình ảnh camera trở nên quan trọng trong việc xác định danh tính nạn nhân và tìm ra thủ phạm.
Trong cuộc chiến chống lại tội phạm, việc đưa ra ánh sáng những hành vi man rợ như phân xác và phi tang nạn nhân không chỉ là thách thức cơ quan chức năng, mà còn là bài test cho xã hội trong việc đối mặt và xử lý với những tội ác tàn nhẫn. Mỗi vụ án không chỉ là hành trình tìm kiếm công lý cho nạn nhân, mà còn là bài học về sự quan trọng của việc bảo vệ tính mạng và phẩm giá con người. Hai vụ án mạng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí cộng đồng, không chỉ vì sự man rợ trong hành vi của những kẻ thủ ác mà còn vì sự kiên định và nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ công lý. Mỗi bước tiến trong việc giải quyết những vụ án này không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là sự khẳng định của niềm tin vào công lý và sự tôn trọng đối với mỗi sinh mạng con người. Ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Nạn nhân là chị VTT tên viết tắt, sinh năm 1999, ngụ phường Tăng Nhân Phú B. Kết quả điều tra xác định, vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 29 Tết, sau khi dẫn dụ chị T qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản, sau đó dùng vũ lực, dao, tấn công, dẫn đến cái chết của chị T. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân, đồng thời chiếm đoạt một lắc tay và một nhẫn trên người, hai cái nhẫn vàng 4 số 9 và một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị T. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, thuộc phường Tăng Nhân Phú A thành phố Thủ Đức. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được, đã có đủ căn cứ và cơ sở khoa học khẳng định đối tượng Khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản, giết người và hiếp dâm đối với chị T. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều 9 tháng 2, nhằm ngày 30 Tết Giáp Thìn, công an phường Tăng Nhân Phú B thành phố Thủ Đức đã nhận được tin báo của chị Vi Thị Huệ, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về việc em ruột là chị VTT, sinh năm 1999, ngụ nhà số 103-18, Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được. Từ buổi chiều ngày 8 tháng 2 năm 2024, công an phường Tăng Nhân Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị T. Công an phường đã cùng với người nhà chị T kiểm tra bên trong phòng trọ số 4, ghi nhận xe mô tô, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn bất thường. Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ, ghi nhận chị T không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, đồng thời xác định chị T vẫn chưa về nhà xã Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Từ kết quả báo cáo của Công an thành phố Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an thành phố nhận định việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Ngày 12 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày mùng 3 Tết, Giám đốc Công an thành phố đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng và Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Nhiều đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã triển khai 6 tổ công tác khẩn trương, rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị T cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. Kết quả nổi lên, Khoa, người có nhiều biểu hiện bất thường, chưa đầy 24 giờ khẩn trương suy xét. Lực lượng phá án đã truy bắt được Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tập trung đấu tranh làm rõ. Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là vụ án đau lòng để lại những mất mát lớn cho người ở lại. Thay mặt công an thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chúng tôi sẽ kiên quyết điều tra, làm rõ bản chất toàn bộ vụ án, xử lý đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, Đại tá Trần Thị Kim Lý chia sẻ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.